anh em mà nếu mà đang có ý định mua xe Xpander hay là xe Veloz gì đấy thì anh em mở cái khoang máy ra. Anh em mở cái khoang máy ra thì anh em nhìn thấy con Veloz với cả con Xpander nó hoàn toàn khác nhau luôn. Ví dụ như con Xpander này được 10 điểm thì con Veloz kia chỉ được 6 điểm hoặc 5 điểm thôi. Anh em nhìn cái khoang máy của con Veloz nó rất là lộn xộn luôn. Nó không có một sự chỉnh chu nào ở đấy cả. Rồi khoang máy, anh em nhìn khoang máy nó bố trí nó không, nói chung là bố trí nó tùm lum luôn anh em ạ. Ôi giời ơi. Anh em ơi, mấy ngày hôm nay thì có mấy cái vụ bê bối của Toyota gian lận thử nghiệm an toàn. Thì hôm nay tôi cũng sẽ chia sẻ cho anh em là tại sao tôi lại mua xe Xpander mà không phải mua xe Stargazer hay là xe Avanza hay là Veloz. Có phải là do Toyota gian lận cái an toàn kia mà tôi không mua hay không? Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cái lý do mà tôi mua con xe Xpander này anh em nhé. Cụ thể thì bản Xpander của tôi là bản Premium, thì là cái bản này là cái bản số tự động cao cấp. Ban đầu thì tôi đã định mua con Stargazer của Hyundai ấy. Thì con đấy bên hãng báo lăn bánh là 534 triệu thôi. Xpander này thì hãng báo lăn bánh là 660 triệu, chênh nhau cỡ khoảng 100 triệu. Tôi thì tôi định lấy con Stargazer đấy rồi. Thì nói chung là giá tiền nó cũng hợp lý. Nhìn mỗi cái là nhìn ngoại hình nó cũng hơi xấu thôi. Thì cái hôm cũng ý định lấy con đấy rồi thì tôi đưa vợ đi xem mấy con Stargazer đấy anh em. Đến nơi thì vợ xem cứ khoảng 20 phút xem mấy con xe đấy xong ấy, thì vợ tôi quyết định ngay một câu là không lấy con này. Dù nó rẻ đến đâu thì rẻ cũng không lấy anh em ạ. Tại vì con đấy nhìn ngoại hình nó xấu quá. Mình để hai vợ chồng đến mà mình không thể cảm nhận, không thể cảm thụ được cái nét đẹp của con Stargazer đấy. Có những người bảo là nhìn ban đầu xấu nhưng mà sau này nhìn lại thấy đẹp. Nhưng mà tôi với vợ tôi ngắm nghía cỡ khoảng 15-20 phút thì không thể cảm thụ được cái vẻ đẹp của con Stargazer, nên là quyết định không lấy con Stargazer. Thì ok, thì con đấy không, đã quyết định không lấy rồi. Dù nó rẻ hay là dù nó có trang bị như thế nào, nhiều như thế nào thì cũng đã quyết định không lấy. Tại vì là ngay cái nhìn đầu tiên mình đã không ấn tượng rồi. Vợ tôi nhìn đã không ưng ý rồi. Vợ tôi bảo là thà rằng thêm 100-200 triệu nữa lấy cái con xe khác mà mình ưng ý, xong thì về mình đi, mình sử dụng mình còn thấy thoải mái. Chứ bây giờ mà mình lấy con xe xấu như thế này, xong bây giờ mình về sử dụng hàng ngày, ngày nào mình cũng ức chế, ngày nào mình cũng bực, thì lấy làm cái gì? Ok, đấy là cái lý do đầu tiên. Cái lý do mà đầu tiên cũng là cái lý do cuối cùng mà tại sao tôi lại không lấy con Stargazer đấy. Tại vì nó quá xấu, không thể cảm nhận được. Ngay cái nhìn đầu tiên nó không cảm nhận được cái vẻ đẹp của nó rồi. Nên là bỏ qua những cái là trang bị này, những cái mà giá cả rẻ này, con xe đấy bị loại. Còn những con là Avanza này, Xpander này, Veloz này, với cả con BRV của Honda. BRV của Honda thì tôi chưa xem. Tôi chưa xem tí nào con BRV luôn. Thì mới xem trên mạng là xem con Avanza với cả con Veloz. Thì con Avanza thì cũng ngang giá với cả con Xpander này. Con Veloz thì nó lại lại ở một tầm khác, nó đắt hơn con này cỡ khoảng gần 100 triệu cơ. Còn con Avanza với con này thì tôi lại đặt con Avanza với cả con Xpander lên bàn cân đo đong đếm. Con Avanza này có một cái nhược điểm mà tôi nhìn vào ban đầu luôn. Đấy là cái ghế của nó hoàn toàn là ghế nỉ. Mà nếu mà anh em chạy dịch vụ thì anh em về thì vẫn phải bọc lại da. Vì lý do đấy bảo bây giờ mình bọc những cái xe 4 chỗ thì nó chỉ hết vài triệu thôi, nhưng mà xe 7 chỗ thì nó sẽ hết cỡ khoảng 7-8 triệu. Mấy anh em ở bên làm bên nội thất ô tô báo tôi thế, tôi cũng chưa hỏi kỹ cả. Thì bảo là bây giờ mình lấy con Xpander này với con Avanza nó ngang nhau. Tôi thì chắc chắn là tôi sẽ lấy số tự động rồi, không lấy số sàn. Nên là cái bản Avanza số sàn với cả cái bản Xpander số sàn là tôi cũng loại. Dù nó rẻ hay như nào thì tôi cũng không lấy. Tại vì tôi xác định ngay từ đầu rồi là lấy số tự động. Xpander bản AT Eco ấy thì cũng là ghế nỉ, nên là quyết định không không thể lấy con được con đấy được anh em ạ. Thì lại tiếp tục đặt lên bàn cân cái con Veloz với cả cái con Xpander này. Thì cái con Veloz nó đắt hơn con Xpander này cỡ khoảng 90 đến 100 triệu. Con này của tôi lăn bánh chỉ 660 thôi, nhưng con Veloz lăn bánh cỡ 750 gì đấy. Đấy là tôi cũng hỏi tham khảo qua cái giá của bên Toyota. Được rồi, con Veloz với cả con Xpander bản bản Premium này của tôi á thì nó cũng khá là đồng đều về trang bị.
Thì ghế cũng là ghế da này, nó là số tự động này. Thì có một số cái lý do đây tại sao tôi lại không chọn Veloz. Thứ nhất là cái chạy dịch vụ ấy, tôi cũng tham khảo rồi, cái chạy dịch vụ cái hộp số có cấp nó sẽ hay hơn là cái hộp số không có cấp. Còn Veloz là dùng cái hộp số dây đai, là hộp số CVT ấy, nó dùng dây đai nó kéo. Chứ còn con Xpander này của tôi đang sử dụng đây thì nó lại là hộp số có cấp và là hộp số 4 cấp. Với một con xe mà 7 chỗ mà chỉ máy chỉ 1.5 thôi thì hộp số 4 cấp thì nó là hợp lý. Chứ hộp số nhiều cấp quá thì nó lại không thể hiện được sức mạnh ở các cấp số. Nó sang số quá sớm thì nó sẽ không đạt được cái sức mạnh để con xe để kéo nổ con xe, tại vì con xe nó nặng mà, nặng hơn những cái con hạng B kia. Mà máy nó chỉ là máy bằng con hạng B thôi. Thì đấy lý do đấy là tôi cũng không chọn cái con Veloz kia. Là lý do, cái lý do thứ hai này cũng là cái lý do rất là quan trọng là để dẫn đến là tôi không chọn cái con Veloz này. Anh em mà nếu mà đang có ý định mua xe Xpander hay là xe Veloz gì đấy thì anh em mở cái khoang máy ra. Anh em mở cái khoang máy ra thì anh em nhìn thấy con Veloz với cả con Xpander này nó hoàn toàn khác nhau luôn. Ví dụ như con Xpander này được 10 điểm thì con Veloz kia chỉ được 6 điểm hoặc 5 điểm thôi. Anh em nhìn cái khoang máy của con Veloz nó rất là lộn xộn luôn. Nó không có một sự chỉnh chu nào ở đấy cả. Rồi khoang máy, anh em nhìn khoang máy nó bố trí nó không, nói là bố trí nó tùm lum luôn anh em ạ. Nó không có một tí chỉnh chu nào luôn. Anh em mở cái khoang máy của con Xpander ra, nó gọn gàng, nó đi các dây nó gọn gàng lắm, nó ngăn nắp lắm và nó chỉnh chu lắm. Mọi thứ đều chỉnh chu hơn. Anh em cứ mở khoang máy ra anh em xem. Thì cái lý do đấy tôi quyết định có khoảng 80% là vì cái lý do cái khoang máy của con Veloz nó không được chỉnh chu. Nhìn nó rất là lộn xộn, nhìn nó rất là bừa bộn luôn. Còn con Xpander này nhìn nó khác hẳn luôn. Nhìn nó chỉnh chu và nó gần như là một con xe tâm huyết của hãng Mitsubishi. Với cả một con xe mà gọi là Toyota là một con xe nó không phải tâm huyết lắm, không phải là con xe chiến lược của hãng. Nên là hãng họ không quan tâm nhiều hay là như thế nào đấy thì tôi không biết. Nhưng mà cái khoang máy của con Veloz ấy nó không được ngăn nắp. Đấy là cái lý do rất là quan trọng để tôi chọn con Xpander này. Với cả tiếp theo là cái giá thì con Xpander này cũng rẻ hơn cái con Veloz đấy cỡ khoảng 100 triệu. Thì nói chung là 100-200 triệu thì chạy dịch vụ thì tôi vẫn đắn đo, nhưng mà cũng không đắn đo nhiều quá, tại vì đằng nào mình cũng vay mà, cứ không phải tiền của tôi đâu anh em. Thì đấy là những cái lý do mà tại sao ấy tôi lại chọn con Xpander này, không phải chọn cái con Veloz hay là Avanza hay là Stargazer kia. Còn khi mà tôi đã mua xe rồi thì dạo gần đây tôi mới thấy cái bài báo, mấy cái bài báo là Daihatsu của Toyota, mấy cái con đấy là gian lận cái kiểm định an toàn ấy. Thì tôi chỉ biết sau thôi, chứ không phải là trước khi mua xe mà tôi đã biết cái đấy cả. Nhưng mà thực sự để cái con Veloz, con Avanza so với con Xpander này ấy, thì con Veloz, con Avanza ấy, anh em nhìn khoang máy của nó nhìn nó rất là bừa bộn, nhìn nó rất là lộn xộn luôn. Nó không được chỉnh chu như con Xpander này đâu. Thì cả anh em nhìn trong cái con trong nội thất luôn. Đây anh em. Tôi có thể cho anh em xem cái nội thất này, anh em này. Nội thất da này, anh em nhìn, tôi thấy cái nội thất của con Xpander này nó khá là cao cấp luôn anh em ạ. Đây, anh em nhìn này, vô lăng da này, bọc những chỗ này da này, rất ít con xe mà có thể rẻ tiền như thế này mà lại bọc da được. Đây, những cái bệ tì tay này cũng bọc da nhé. Đây, có trang bị thì nó cũng ngang với con Veloz thôi, nhưng mà cái độ chỉnh chu nó hơn. Thì đấy là những cái lý do mà tôi chọn cái con Xpander này. Thì anh em có những cái lý do gì mà để chọn cái con Veloz, hay là chọn, có những lý do gì để chọn con Avanza hay là chọn con Stargazer, anh em có thể bình luận ở phía bên dưới, nêu lý do tại sao anh em lại chọn con đấy mà không phải chọn con Xpander, hay là không phải chọn con Stargazer, hay là không phải chọn con Avanza. Thì anh em có thể bình luận bên dưới để mọi người cùng biết anh em nhé.